chào chị Tý nè, chào bà Phục Hội, chị Hiền Phượng, chào tất cả các anh chị em thân thương mà lâu lắm Quỳnh mới được gặp. Mà một người mà Quỳnh cũng rất là ái mộ, rất ái mộ là không những đẹp trai mà còn hát hay nữa, là nam ca sĩ Thiền Vị. Thiền Vị trốn mua rồi. Thiền Vị trốn mua rồi. Quý vị thấy đẹp trai vô cùng. Người tình không chân dung. Nam Mô Di Đà Phật thầy cho con nói chút xíu đi thầy. Mà Nga ơi, mua cái nó mời thấy quà mà. Cảm ơn chị Tý nha, chị Tý hôm nay là ủng hộ cho Ngọc Trung Tiên, cảm ơn em. Và tất cả mọi người, anh chị em ca nghệ sĩ cũng như là ban nhạc hôm nay là xuất sắc quá tuyệt vời. Không cần phải nói điều gì hết, chỉ cần lên nói tông ra là hả thôi. Không cần phải tập dượt. Có lẽ là quý vị giúp cho mình một tràng pháo tay thịt vỡ cho Nai Chi Tên được không ạ? À? Cảm ơn con. Chưa có quên mắng được quá quá trời, tím quá trời, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn con, hết chấp tặng cho con luôn á. Tặng cho, ôi rồi mình đột nha, đột rồi. Mình có hai cái bông lôi lôi rộm rồi đó. À, cảm ơn bà Vũ Hội. Cảm ơn bà rất là nhiều. Dạ, con cảm ơn. Cảm ơn nha. Mọi người chuẩn bị nha. Rồi, cảm ơn các con, cảm ơn các em rất là nhiều. Mật sinh nhật cho nàng. Nam Mô Di Đà Phật thầy ơi, nhạc đào thì con hát rồi như thế không được, lên cho cháu con hát nhạc đời như thầy. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chị thì chắc là Quỳnh xin phép được đổi qua một ca khúc mà lâu lắm. Lâu lâu mới có dịp đã có một ngôi máu đồ ngồi phù hòa đây. Lâu lắm Quỳnh mới có dịp để được hát. Có thể là một số quý vị ở đây đã nghe rồi. Chứ nghe lại á thì cũng xinh đẹp. Cho như Quỳnh gọi là dùng hai chữ tra tấn. Tra tấn thêm một lần nữa nghe.
not return because everybody waiting for you. Quốc Khánh rất là hot, rất là nóng bỏng. Quốc Khánh. Quốc Khánh, now your turn. I'm so tired. Thank you so much, baby. Thank you. Một chào hỏi thật lớn cho nữ sĩ Như Quỳnh quý vị.
Đường xưa lối cũ